rất thú vị đúng không nào? Xin chào các bạn đến với kênh Vẽ Nhanh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bản nâng cấp mới nhất của OKA. Cách 2 ngày thì ứng dụng OKA đã ra mắt người dùng bản cập nhật mới. Có nhiều tính năng độc đáo ở trên phiên bản này. Mình chỉ lấy điển hình như chẳng hạn như tính năng mà giữ lại cái size cọ để chúng ta các bạn chọn vào đây. Thì cái size cọ này sẽ dễ lấy lại khi vẽ một cái gì khác. Khi không cần thiết nữa ta lại bỏ đi. Bản cập nhật mới này thì nó có nhiều cái tính năng, đi sơ sơ qua thôi, chủ yếu là mình điểm tới hai tính năng đáng giá nhất của nâng cấp lần này. Cái đầu tiên, các bạn có thể xuất được file PDF. Đây là một điều rất hay, rất tiện lợi cho nhiều bạn làm văn phòng hoặc là những bạn nào thường xuyên phải làm việc với file PDF. Thì tính năng xuất file PDF này, họ cho mỗi layer là một trang. Ở đây mình có 3 trang, trang số 1, trang số 2, trang số 3. Các bạn muốn xuất thì các bạn vào đây. Các bạn chọn tới mục PDF. Action ha. Chọn tới mục PDF. Ở đây có chất lượng của file, các bạn có thể chọn better, best hoặc good, chất lượng tốt nhất đi. Để xuất file thì họ sẽ hỏi lưu đâu. Các bạn mình sẽ save to file. Các bạn save to file. Lưu. Rồi, xong, vậy là file PDF của mình đã được xuất ra. Tôi chọn vào file. Đây, file của mình đã xuất ra, các bạn nhìn thứ tự này, 1 này, 2 này, 3 trang, rất là tiện lợi nữa. Các bạn nhớ cái trang 1 luôn luôn nó nằm ở layer dưới cùng. Mỗi layer là một trang và trang 1 nằm layer cuối cùng. Tiếp tới trang 2 và tiếp tới trang 3, cứ thứ tự như vậy. Rồi, ok. Ngoài ra ở chiều ngược lại thì BlueKey cũng cho chúng ta nhập một file PDF, các bạn vào chia sẻ. Thì ở trong này các bạn bấm cho mình vào BlueKey thì BlueKey đã nhập cho mình dưới dạng slide có 3 trang. Các bạn có thể thoải mái chỉnh sửa. Nó giữ nguyên hầu như tất cả các export file PDF mà bạn muốn nhập vào. Nói chung là rất tiện lợi. Mình có thể mình sửa bất kể cái gì ở bất kể trang nào. Tính năng này là tính năng rất tiện lợi, nhất là cho đối với các bạn làm việc văn phòng hay phải làm việc thường xuyên với lại file PDF hay phải nhận những cái hồ sơ báo cáo hoặc là được những người quản lý. Theo mình thấy đây là một tính năng rất hay, đáng giá. Sang tới tính năng thứ hai, đó là tính năng mà những người thiết kế OKA cho rằng đó là một tính năng mang tính cách đột phá của họ. Đó là tính năng vẽ trên các đồ vật 3D. Thì đây không phải là tính năng tạo file 3D nhé các bạn. Nó không thể làm được ra cái lon này ở dạng 3D như này, mà nó chỉ có thể cho chúng ta vẽ được lên đó. Mình lấy ví dụ thế này. Tức là nó cho chúng ta trang trí cho nó. File 3D mà đưa vào trong ProGA là file OBJ. File OBJ là một dạng file phổ thông trao đổi giữa các ứng dụng 3D, mà hiện nay là cái dạng file mà người ta cũng hay dùng nhiều nhất. File OBJ dù rất nhẹ nhưng nó vẫn mang được những cái thông số của màu sắc, của bề mặt, của chất liệu. Các bạn có thể lấy file nhiều nguồn, ví dụ lên mạng mua này, hoặc là tự vẽ file ở trên các ứng dụng vẽ 3D, rồi chúng ta xuất ra file OBJ là ProGay nhận được. Vào đây các bạn có thể vẽ trang trí thoải mái. Thì cái phần vẽ này cũng rất là hay, mình sẽ cho các bạn xem qua. Tức là ở trên ProGay họ định nghĩa lại cho chúng ta cái vật thể 3D và những cái cấu thành của nó. Cái lon này được cái người vẽ, người ta đưa ra làm 3 bộ phận. 1, 2, 3. Đó, người ta đưa ra làm 3 bộ phận như vậy. Vậy thì chúng ta bắt đầu tô phần thân. Thế ở trong phần thân này, tôi nhìn thấy ở phía dưới có một cái base layer. Base layer này có nghĩa là cái layer 2D, cái layer căn bản. ProKey họ định nghĩa rằng là các kết cấu 3D nó được tạo ra bởi những cái layer này. Khi chúng ta không có, nó có những cái ngóc ngách ở trên cái đồ vật 3D, chúng ta có thể mở cái phần 2D lên chỉ để chúng ta định hình và chúng ta vẽ một cách nó dễ dàng hơn. Mình lấy ví dụ thế này, ở đây các bạn vào Action. Rồi, ở cái phần công cụ đã quan trọng 3D. 3D ở đây thì nó có Show Higher Texture. Các bạn nhấn vào đây thì các bạn sẽ thấy ngay một cái phần map 2D của nó, và các bạn có thể vẽ trên này. Vẽ trên này thì nó ứng với cái phần nào trên 3D thì các bạn sẽ mở ra, các bạn sẽ xem được ngay. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một layer mới. Mình sẽ đổ cho cái lon màu đỏ ha. Đó, nhìn cũng rất thú vị đúng không nào? Bây giờ mình sẽ vẽ một cái gì đó đi.
cái hay của phần trang trí này là phải nói thế nào nhỉ? Bokeh cho cái người thiết kế vẽ trực tiếp được ở trên cái sản phẩm. Nó tạo cho cái người thiết kế cái cảm hứng cao hơn khi khi làm việc với bất kể một cái đồ vật hay một cái sản phẩm nào đó. Chẳng hạn như là bây giờ mình có một cái đồ vật như này mình làm ra để mình tặng một người khác, hay là làm một tác phẩm để cho công ty tặng khách hàng, thì thiết kế mình vẽ trực tiếp nó lên nó rất là hay và thú vị. Cái thao tác đó làm cho cái người thiết kế nó có cái cảm xúc cao hơn. Đấy, ngoài cái vẽ trực tiếp lên đây, các bạn có còn có thể import từ kho hình ảnh của mình. Ví dụ như là mình insert photo. Đó, mình có bất kể một hình nào đó hay một cái chữ nào đó, mình sẽ để vào đây. Còn lại phần advanced thì nó cho các bạn chỉnh kích thước lớn nhỏ, có thể là theo một chiều hay có thể là đều. Nó hơi lớn lớn quá rồi. Ok, như vậy là bạn đã vẽ trực tiếp trên một cái khối khối sản phẩm 3D mà nó nhìn rất là thú vị. Nhưng chưa hết, có một điểm rất hay nữa là cái tính năng trang trí đồ vật 3D ở trên Bokeh nó cho các bạn mô tả được nhiều vật liệu. Mình lấy ví dụ điển hình như là những chất liệu khó như những chất liệu metallic, hay là tức là những chất liệu ánh kim. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Các bạn nhìn trên tổng thể cái lon này, các bạn nhìn thấy nó như mình đã sơn qua một lớp, nhưng mình đã sơn qua một lớp. Tuy nhiên bây giờ mình muốn chỗ nó riêng chỗ này thôi nó bóng lên, nó như là có ánh kim. Để làm cách nào? Đây, bây giờ mình sẽ chọn vào cái layer có chứa cái chữ OK. Mình bấm vào cái phần có cái hình là lục giác ở đây. Bạn chọn cho mình metallic. Rồi, OK. Bạn vẽ cho mình một cái lớp màu ở trên. Lớp màu ở phía trên cái phần mà mình muốn nó như kim loại, muốn nó hiển thị như vậy. Bây giờ các bạn đã vào và thấy nó bắt đầu nó có phản xạ tốt hơn đối với lại cái phần đỏ phía ngoài. Rồi ok, như vậy là đã xong. Nếu các bạn muốn nó bóng hơn nữa, các bạn chọn cho tôi vào Ronis và vẽ thêm một lớp nữa. Nhanh nhanh vẽ không có kỹ, các bạn nào cái vẽ kỹ thì cái những cái này nó sẽ rất đẹp. Đó, các bạn nhìn thấy không, nó rất là đẹp, nó như một cái chỉ riêng cái phần chữ này thôi nó có cái ánh kim nhìn rất là lạ mắt. Rồi ok, đã như soi gương luôn. Bất kể chỗ nào các bạn muốn nó bóng lên, các bạn đều có thể phủ được nó như vậy. Rất là đẹp. Đó, nó cho các bạn mô tả được chất liệu rất là tinh tế. Nói chung là có những cái chỗ mà mình cần chất liệu này, chất liệu kia để mình làm cái vật thể của mình làm sao cho nó đẹp, nó hợp lý, nó hiện đại, thì Bluegay cho các bạn mô tả cái đó rất là tuyệt vời. Mình thích những cái mà nó thực tế như vậy. Một số các ứng dụng ở trên máy tính để mà mô tả một cái đồ vật nó thực tế là rất khó. Rồi ok. Tiếp tới một cái phần quan trọng nữa là họ cho bạn giả lập cái ánh sáng môi trường giống như ở trên các phần mềm 3D. Mình các bạn cũng vào đây, vào test 3D và các bạn vào cho mình edit environment. Thì ở trên cái test này nó gồm có các đây là những cái đèn, các bạn có thể kéo nó xa hoặc gần, các bạn có thể chỉnh sửa cho nó về độ màu sắc, rồi độ tươi làm tươi, rồi sáng tối, và thậm chí các bạn có thể xoa nó nhân đôi nó lên, đấy là tùy các bạn. Thì cái nguồn sáng này nó góp phần cho chúng ta nhìn rõ cái vật thể hơn. Nếu như các bạn chỉnh nó tất cả về không thì đương nhiên nó sẽ tối thui. Rồi ở trong này, ở trong phần cái tab environment này thì họ cũng cho chúng ta các trạng thái sáng, các nguồn sáng. Các bạn có thể vào đây để chọn nó để xem cái nó sẽ thay đổi nó như thế nào, rất là hay. Các bạn cài đặt ánh sáng xong rồi thì các bạn có thể thoát ra. Đây ví dụ như là mình muốn cái chữ OK của mình nó được sáng hơn. Các bạn có thể vào đây các bạn kéo nó xuống. Nó sẽ sáng hơn ở cái bề mặt này trai. Hoặc là các bạn muốn nhấn ánh sáng nhấn vào cái điểm nào ở trên cái sản phẩm của mình, các bạn đều kéo cái nguồn sáng nó gần lại chỗ đó.
Đó, mình muốn cho ánh sáng nó thành màu vàng lên một chút này. Đó, nó đều nó có thể là nó vàng lên. Đây. Đổi màu đi. Thành màu xanh này. Mình cho màu vàng này. Nguồn sáng của các bạn nó có thể nó đổi thành đổi thành màu đó. Đó, còn nếu như không các bạn đưa về hết thì nó không có màu và nó chỉ có sáng tối thôi. Mình thấy tính năng này rất đơn giản nhưng mà rất hay, tức là cho mình có thể mình vẽ được trực tiếp ở trên các đối tượng 3D. Đây là một điểm rất tuyệt vời của ProGA. Đây là một nâng cấp tương đối đáng giá ở cái bản cập nhật 5.2 mới nhất này. Khi xong xuôi rồi các bạn nhấn Done, chúng ta lại trở về cái trang vẽ lúc nãy và các bạn đã thấy nó sáng hơn, cái phần mà chúng ta tạo cái chữ OK này nó sáng hơn nhiều. Rất là hay, để khi mà cái cảm giác mà chúng ta có thể được trực tiếp cầm nắm vào cái vật, cái sản phẩm, bao giờ cũng là cái cảm giác mà làm cho cái người thiết kế có được cái sự hưng phấn cao độ hơn là khi chúng ta phải trải nó ra hoặc là qua một cái vật gì gián tiếp để chúng ta thiết kế. Đấy cũng là một trong những thứ mà mình cảm giác nó như vậy. Còn các bạn thì như thế nào, các bạn cứ cho ý kiến ở dưới comment. Mình thấy là đây cũng là một điều rất là thú vị. Đó vậy thôi, bản cập nhật này chỉ có vậy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ subscribe, like và share kênh giùm mình. Xin cảm ơn các bạn.